Xin mời Phi Nhung, Mạnh Quỳnh tới thưa chuyện vui với quý vị khán thính giả. Quý vị cũng biết là nhạc phẩm vừa rồi là sáng tác của Mạnh Quỳnh. Thì quý vị cũng biết là chúng tôi mà đi show, đi trình diễn chung với Mạnh Quỳnh thì chúng tôi mới thấy được cái tài của Mạnh Quỳnh. Giống như là quý vị có coi cái phần mà behind the scenes, tức là hậu trường sân khấu trong cuốn 63 vừa rồi, là Mạnh Quỳnh là cái người mà ứng khẩu mà có thể hát vọng cổ ngay lập tức. Một cái bài mà tặng Như Quỳnh, như quý vị coi một đoạn ngắn thì quý vị không ngạc nhiên khi Mạnh Quỳnh sáng tác cả nhạc lẫn lời trong cái nhạc phẩm vừa rồi để trình diễn chung với Phi Nhung. Ủa nhưng mà cháu nông dân nghèo sao cháu khoác cái khăn của việc sexy đẹp thế này cháu? Cái này chú nói về sexy hả? À. Vậy đây cái con mang lộn nữa, con tặng lại cho chú nha. Cảm ơn cháu. Chú ơi, con thấy chú hoàng cổ không có đẹp đâu, nếu mà chú đeo lên đầu, đội lên đầu á, chú giống ông Arafat á. Chú nổi tiếng thêm á. Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị cũng còn nhớ là mới đây Phi Nhung với Mạnh Quỳnh đã thực hiện cuốn video vở tuồng Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, và có thể nói đó là một hiện tượng kỳ lạ ở chỗ rằng là cái số bán nó rất là cao khắp nơi, quý vị khán thính giả đều ủng hộ. Như vậy thì nhân dịp đây chú hỏi hai cháu là được khán giả đang yêu thương như vậy thì tại sao tụi cháu không làm tiếp một cái dự án nào khác? Thưa chú, thưa quý vị, cháu và Phi Nhung định làm thêm một cuốn video cải lương mà quý vị ở đây đều biết, đó là cái vở cải lương Tuyệt Tình Ca, là trong còn cái tên khác là Ông Cậu Quận 9 á. Mà tính làm cái đó thành được với Phượng Liên hát. Dạ đúng rồi. Dạ nhưng mà bây giờ tụi con tính làm lại, nhưng mà Phi Nhung nặng nặc là phải đòi chú Nguyễn Ngọc Ngạn phải đóng Ông Cậu Quận 9. Quý vị có đồng ý không quý vị? Con nghĩ nếu mà chú làm Ông Cậu Quận 9 thì có thể là cuốn video sẽ bán chạy gấp 10 lần cuốn Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Quận 10 thì chú làm được. Bây giờ chú thể chú đóng thử một chút xem được không? Bây giờ có khúc mà cô Phượng Liên là cô kêu là mình, cái xong cái là chú Thành Được kêu gì? Má con An á, chú thử chú làm nha, con làm con kêu mình nha. Để Nhung kêu. Nhung kêu đi, Nhung kêu đi. Xúc động lên Nhung. Xúc động lên. Mình. Má con An. Quý vị thấy chú Ngạn đóng được không quý vị? Không, tôi chỉ cười thôi chứ tôi mếu không được. Xin mời Phi Nhung trả lời câu hỏi của chú Ngạn hồi nãy về cái video kế tiếp của mình đó. Bình tĩnh đi, đừng có rút cái dây nữa. Con chưa nói mà quý vị đã cười rồi. Sau cái cuốn video Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài mà quý vị đã thật lòng ủng hộ cho Phi Nhung, không có mua băng giả, là cái đó là rất là mừng. Nên làm thêm cuốn nữa là cuốn nữa là cuốn cuốn nữa là cuốn, cuốn gì là Hải Âu Phi Sứ. Dạ. Tức là dựa theo tiểu thuyết Quỳnh Giao. Dạ. Làm chưa cháu? Con làm rồi, sẽ phát hành luôn. Thưa quý vị, nếu mà Phi Nhung Mạnh Quỳnh đã làm Hải Âu Phi Sứ rồi, sắp phát hành, Thúy Nga sắp phát hành vào. Vậy thì bây giờ tiện đây á, tụi cháu lấy một cái đoạn nào ngắn mà cho là hấp dẫn nhất, tụi cháu diễn ngay trước mặt quý vị khán thính giả để xem sao. Đừng có hát nha chú, nói thôi chứ hát, giờ cũng hát hết nổi. Rồi, cháu làm gì cũng được một đoạn ngắn trong cái tuồng Hải Âu Phi Sứ. Nhung muốn hát khúc nào mà Nhung thích nhất á? Khúc mà hai đứa chửi lộn. Thì mình đã chửi lộn nó thành cái chứng bệnh kinh niên rồi, đâu phải phải nhớ lúc nào mới được chứ. Khúc nào? Thì cái khúc mà Quỳnh chửi Nhung xong Nhung tát Quỳnh. Ôi trời. quý vị đồng ý không? Cái đó nó hấp dẫn à? Cái đó hấp dẫn à? Nào, cái gì chứ dễ gì mà quý vị được coi Phi Nhung tát Mạnh Quỳnh. Thành vậy là thôi bây giờ cháu chịu khó cháu diễn cái cảnh đó. Nếu mà Phi Nhung tát chú đỡ giùm con. Ở khúc mà hai mình gây lộn mà mình đẩy Nhung vô xe á ha. Ok. Quỳnh diễn cái mặt Quỳnh đẻo lắm á. Thưa cô Mỹ Thường, chính tôi là nạn nhân đã từng sa vào cạm bẫy lưới tình của cô. Nhưng giờ đây tôi đã sáng mắt sáng lòng rồi cô à. Từ rày về sau, thưa cô,
Nếu muốn thì cô có thể sa vào bất cứ những người đàn ông nào còn ảo tưởng dây quanh cô, để cô mặc sức mà tiêu muộn giải sầu. Đồ cút à! Chưa có ai dám nói với tôi như vậy. Chưa hết. Quý vị ơi, nếu quý vị thương Mạnh Quỳnh thì cái tác này là đủ quý vị mua băng rồi đó. Cái tác này mà chú Ngạn đỡ không nổi đâu. Con trẻ trung gì con hứng chứ chú Ngạn vô một cái tay văng xuống đất liền. Cháu à? Dạ. Yeah. Cháu tát vậy mà cháu đòi rủ chú đóng chung làm sao được? Dạ. Yeah. À, đóng con, như lúc mà chửi con cũng tức, con cũng khóc, nhưng mà không được chửi con như vậy. Thì đóng phải cho thiệt. Mà thiệt. À, thưa quý vị. Nhung coi còn cái răng cửa không? Thưa quý vị, trong cái cuốn, trong cái kinh nghiệm của chúng tôi làm video cũng như là ngay cả những chương trình Parimena như thế này, thì Phi Nhung tát như vậy thì tôi hình dung ra rằng không phải chỉ tát có một lần đâu. Là bởi vì có đôi khi mà mình tát nhẹ quá hay là tát nó không đúng thì đạo diễn đôi khi phải bắt tát đi tát lại rất là nhiều lần. Có phải không cháu? Cháu thấy cái tát này thì nó hơi mạnh so với đóng ở ngoài. Nhưng mà thực ra thì ở ngoài thì đạo diễn quay lại cái khúc này đánh á, thì nó ít hơn. Nhưng mà những khúc mà Mạnh Quỳnh hung Phi Nhung thì đạo diễn bắt quay lại 9 lần. Diễn một lần thôi chứ không có gì. Có cái cảnh mà Mạnh Quỳnh hung Phi Nhung rất là thấm thiết quý vị ơi. Mà bây giờ nó bù lại cái tác này cũng được rồi. Con biết đóng cái này á, là quý vị coi sẽ thất vọng về Nhung nhiều. Tại sao vậy? Tại vì Nhung đóng một cô gái... cứ lúc nào cũng thử tình cảm coi thử người ta có thương mình không. Nhưng mà thật sự là con thương. Nhưng mà Mạnh Quỳnh thì đóng vai giống như là mình là cái người mà lúc nào cũng cao thượng đó, nhưng mà ở ngoài nó không có đúng như vậy. Chú ơi, đỡ dùng con cú này đi. Có nghĩa là ở ngoài không cao thượng sao? Vâng, thưa quý vị, nói như thế là chắc là đủ để mời quý vị chuẩn bị đón coi cái công trình của Phi Nhung với lại Mạnh Quỳnh. Dĩ nhiên là quý vị cũng hiểu là tại sao mà lúc nãy là Phi Nhung tát mạnh như vậy. Là vì Phi Nhung biết rõ là có mặt quý vị đây thì Mạnh Quỳnh không dám phản ứng. Nhưng mà ở ngoài mà như vậy thì chắc là cũng khó chịu lắm phải không cháu? Không, cái gì. Có cái gì đây, cho Nhung xin lỗi rồi nha. Đâu có sao đâu, người đẹp đánh không có đau. Chú Ngạn đánh mới đau. Thôi. Thưa quý vị, cho cháu nói một câu trước là chia tay cùng quý vị. Là hồi nãy Phi Dung nói nhưng mà chưa có rõ ý cho lắm. Là qua cái cuốn Tân Lương Sang Bá Trúc Anh Đài thì Mạnh Quỳnh và Phi Nhung xin rất là chân thành cảm tạ quý vị khắp mọi nơi đã ủng hộ những cái video của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung, nhất là Lương Sang Bá Trúc Anh Đài. Phải nói đó là một thành công về mặt nghệ thuật cũng như thương mại. Nhưng về còn vấn đề mà diễn xuất thì Mạnh Quỳnh và Phi Nhung cũng mong học hỏi rất là nhiều ở bậc đàn anh, đàn cha, đàn chú trong tương lai. Thì nếu có gì sơ suất trong cái lúc mà diễn thì mong quý vị niệm tình tha thứ bỏ qua cho. Không, còn con nữa. Còn con. Con nói là lúc cái cuốn Lương Sơn Bá bán nhiều thì cuốn này cũng bán nhiều bằng Lương Sơn Bá, chứ không chủ không cho con quay nữa. Thật sự ra thì có những cái kỷ niệm tuy rằng là nó hơi mạnh bạo một chút nhưng mà người ta sẽ nhớ đời. Nhưng mà nhân nói đến những cái kỷ niệm để nhớ như vậy thì chúng tôi lại hân hạnh giới thiệu tới quý vị nhạc phẩm Xin Hãy Quên Đi của nhạc sĩ Nguyễn Quang. Đây là con trai của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín mà chúng ta đã được thưởng thức nhiều nhạc phẩm nổi tiếng trước năm 75. Thưa quý vị, phần trình diễn của Thế Sơn và Thủy Tiên. Thôi lau nước mắt đi rồi ra đây nói chuyện tí được không? Công nhận Phi Nhung diễn quá hay phải không quý vị? Tập dượt bao nhiêu lần mà cứ đúng cái nhịp đó là nước mắt tự động rơi. Trước hết phải hỏi, xin giới thiệu với quý vị nhạc phẩm Tân Cổ Giao Duyên vừa rồi có tựa đề là Ngày Tiễn Đưa và tác giả không ai khác hơn là nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Vậy thì câu hỏi đầu tiên Kỳ Duyên phải hỏi Mạnh Quỳnh là tác giả, thì tại sao Mạnh Quỳnh lại viết lên cái bài này và ở trong đó có một cái ngụ ý gì không?
Trước khi trả lời câu kia của hỏi của Kỳ Duyên thì Mạnh Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị có mặt buổi tối hôm nay. Mạnh Quỳnh cũng xin thật là nhanh xin gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Thúy Nga Paris đã tạo điều kiện cho Mạnh Quỳnh và Phi Nhung gắn bó với Thúy Nga Paris cũng gần ngót gần 20 năm qua, và đặc biệt là đã tạo điều kiện cho Mạnh Quỳnh và Phi Nhung làm sống lại nền bộ môn tân cổ giao duyên tại hải ngoại. Lần nữa mình chúc cho Trung tâm Thúy Nga lúc nào cũng thật vững mạnh và ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai. Trở lại câu hỏi của Kỳ Duyên, nhạc phẩm vừa rồi là một sự cải cách rất là lớn của Mạnh Quỳnh đã ấp ủ bấy lâu năm nay. Thì quý vị biết là những quý vị nào thích tân cổ giao duyên thì quý vị đã biết đó là tân cổ là kết hợp giữa lại tân nhạc và cổ nhạc với nhau. Nhưng mà thường thường thì quý vị chỉ nghe hát những đoạn tân cổ thường thôi, những đoạn cổ nhạc thường thôi, và những bài lý trong cái cải lương kết hợp với tân nhạc. Nhưng mà hôm nay Mạnh Quỳnh cải cách một chút xíu, Mạnh Quỳnh đem một bài bản lớn, đó là bài Ngựa Ô Nam. Và quý vị nghe bắt đầu từ bài hát câu đầu tiên Mạnh Quỳnh hát vô, đó là thường thường thì Mạnh Quỳnh chưa thấy ai trong cái tác giả tân cổ giao duyên mà viết cái thể loại như thế này. Và đây là lần đầu tiên Mạnh Quỳnh kết hợp lại, mà chỉ trong vòng 7 phút thôi mà quý vị đã xem nghe được và xem được một bài bản lớn trong cổ nhạc, hai câu giọng cổ, hai đoạn nhạc Mạnh Quỳnh viết trong lòng bài cổ nhạc, đó là để cho nó một cái gì đó mới lạ trong bộ môn nghệ thuật cải lương của chúng ta. Và còn cái cốt truyện là nói về một người ở Việt Nam tiễn một người yêu đi ra ngoại quốc nữa, cũng có một cái ý nghĩa ở trong đó mà phải không? Đúng rồi. Phi Nhung biết cầm đây nói chi nữa. Em biết tại sao? Tại sao? Tại vì Quỳnh thấy đó gọi là sửa lưng đó. Đó, tại vì Quỳnh thấy Phi Nhung ở Việt Nam nhiều quá, xong rồi Quỳnh muốn qua Mỹ sớm trước để cho Nhung chạy qua theo Quỳnh với vậy. Bậy không? Em nghĩ vậy đúng không? Quý vị nghe có hiểu đúng không? Tại vì một người Việt Nam ở một người phụ nữ ở tại Việt Nam này bỏ đi qua Mỹ trước, thì dĩ nhiên trước rồi bắt đầu làm việc rồi bắt đầu mới về Việt Nam cưới em. Thì tại thấy Phi Nhung ở Việt Nam nhiều thì giờ Quỳnh về Quỳnh làm như vậy để cưới Phi Nhung qua. Cũng có lý. Đúng rồi nữa, chị cũng nói đúng nữa. Thật là nhanh, cái này là cốt truyện rất là đơn giản, đó là hai người yêu nhau từ thời nhỏ, học chung trường lúc còn ở dưới quê, sau khi lớn lên đi Sài Gòn đi học cũng đi học chung, và sau đó anh này đi ra nước ngoài để học, đi du học hoặc là đi lập nghiệp, và cô ta vì gia đình cho nên phải ở lại, cho nên trước khi ngày đưa tiễn thì anh ta có hứa là sẽ trở về, nhưng mà cô này là trách móc nào là mai mốt anh bên bển là nhà cao xe lớn rồi có bên cạnh cô gái đẹp, nhắc tới cô gái đẹp nãy nhéo chạy nè. Lúc nào hát Phi Nhung cũng bị ăn đòn. Thế thì phải như vậy chứ sao, cho Quỳnh nhớ không? Ok thôi, không có thời gian gì được. Phải nói là rất khâm phục cái tài diễn xuất và nhập vai của Phi Nhung. Ở ngoài đời thì lúc nào cũng cười hết, nhưng mà lên khi cần rơi nước mắt thì rơi nước mắt liền. Vậy bây giờ chị hỏi em là đổi đề tài một tí, là trong tất cả những cái cuốn mà em đã góp mặt trong Paris by Night thì em có cái kỷ niệm nào hay cái màn nào mà em nhớ nhiều nhất? Em nhớ nhất là cái năm mà em với Mạnh Quỳnh đi Pháp trình diễn, Paris. Đi Paris trình diễn cho Thúy Nga, thì có một khúc, có một đoạn chú Ngạn phỏng vấn em với Mạnh Quỳnh, thì đó là cái phỏng vấn, và em trong cái thời gian đó em với Mạnh Quỳnh đang quay cái phim cải lương Hải Âu Phi Sứ, thì có một cái đoạn là Mạnh Quỳnh dối trá em. Nói mà Mạnh Quỳnh nói là em không phải là bồ của Mạnh Quỳnh, rồi thì em tức quá em mới tát Mạnh Quỳnh, thì chú Ngạn nói đâu bây giờ con làm lại được không. Thì con cứ tưởng, em cứ nghĩ là thì dĩ nhiên rồi là làm thì mình phải diễn cho thật, phải không? Thì em mới kêu Quỳnh diễn trước đi, xong rồi Quỳnh mới diễn, nói là tôi không phải là người yêu của cô, xong em mới rất là đồ khốn nạn, thế là ông vung cái miệng nó lại, xong rồi rồi em cũng bình thường, em ngây thơ lắm, vô tình đánh trúng miệng thật. Dạ, em không tát là nó tát lên mặt luôn, thì em tát cái vết một cái vậy đó. Sau ông cũng nước yêu ông về nè, xong cho em cũng vẫn diễn xong, em rồi diễn xong rồi ông vô trong, ông nói với em chứ bà đã sao mà bà đánh mạnh quá vậy, tôi mẻ ra rồi. Hàng chi cười bên này thấy rõ ràng là thiếu một cái răng.
Em nói thì sao, lúc đó không nói đi, trời ơi. Em hết hồn lại, đó là cái kỷ niệm mà em nhớ. Từ lúc đó mình đang quay trực tiếp mà, lúc đang quay Paris by Night. Thành thử cho dù có đau có mấy mình Quỳnh cũng phải ráng chịu đựng. Nhưng mà lúc mà vừa dứt xong, có chạy vô một cái là bà lật được, bà chạy theo. Bà nói chết trời, hồi nãy tôi đánh ông mạnh quá phải không? Cái xong nói mẻ răng mẹ nó rồi. Đúng là hy sinh vì nghệ thuật. Và thưa quý vị, sau đây là nhạc phẩm kế tiếp mang tựa đề Nếu Anh Quên Tất Cả của Trần Lê Quỳnh, nói về hai cặp đã yêu nhau và đây là họ sắp ly dị, và đây là cái câu chuyện trước khi họ đi đến cái quyết định ly dị đó. Xin mời quý vị thưởng thức qua hai tiếng hát của Trần Thái Hòa và Ngọc Anh. Xin mời Phi Nhung, Mạnh Quỳnh tới để thưa chuyện với quý vị khán thính giả. Bà nào nói I love you là bà nói với tôi hay nói với ai đấy? I love you too. Cô khóc xong chưa thì cô chào quý vị khán thính giả đi chứ. Phi Nhung xin kính chào quý khán giả thân thương nhất của Phi Nhung. Dạ, Mạnh Quỳnh xin được trân trọng kính chào quý cô bác anh chị cùng các bạn. Quỳnh quen sử dụng cái từ này là từ gì, Quỳnh đi show nào Quỳnh cũng hát, cũng nói vậy hết trơn. Xin kính chào. Thưa quý vị, trong cuốn Paris by Night 53 thì Trung tâm Thúy Nga đã giới thiệu tới quý vị màn tân cổ giao duyên Căn Nhà Màu Tím. Và sau đó thì phải nói là trên video cũng như là trong CD phát hành đã được sự ủng hộ của quý vị vượt cả cái sự tiên đoán cũng như mong đợi của trung tâm cũng như là hai nghệ sĩ trẻ là Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Có phải vì vậy mà hôm nay để kỷ niệm đánh dấu sự thành công của Căn Nhà Màu Tím mà cô Phi Nhung với lại Mạnh Quỳnh đều chọn áo màu tím không? Dạ thưa, con không biết ăn nói chuyện Mạnh Quỳnh nói. Tưởng Nhung nói ai nói Quỳnh cũng còn hơn Nhung. Thưa quý vị, Mạnh Quỳnh với trời cho Quỳnh chỉ biết hát thôi. Thành thử khi mà đi show á, Quỳnh rất là ngại nói chuyện. Thành thử Quỳnh nói tiếng trước tiếng sau là lắp bắp rồi. Thành thử khi mà Quỳnh đi show thì Quỳnh chỉ nói được kính chào là kính chào quý vị. Mạnh Quỳnh chúc quý vị nghe nhạc thật là vui. Và bài hát kế tiếp là Quỳnh sẽ được gửi đến quý vị nhạc phẩm gì. Đó là tất cả những gì Quỳnh nói trong mỗi đêm nghe nhạc như vậy. Thành thử Phi Nhung nói để Quỳnh nói thì chắc hơi... Nếu vậy để Phi Nhung nói. Tại vì cái cuốn trước của Thúy Nga, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đã hát Căn Nhà Màu Tím, được khán giả ủng hộ rất là nhiều. Thành ra Phi Nhung chọn màu tím này để cảm ơn quý vị đã yêu mến cái cuốn CD của Phi Nhung. Mà quý vị biết còn cái áo này, thực ra là Phi Nhung mặc đồ tím. Cái áo tím lúc đầu Quỳnh dự định là mặc bộ đồ đen với áo trắng bên trong. Nhưng mà Phi Nhung cuối cùng Phi Nhung chọn bộ đồ cái áo này bên trong cho Quỳnh màu tím luôn để cho nó hợp. Quý vị cũng biết là Mạnh Quỳnh có một cái tài là anh hát giống những nghệ sĩ lớp trước, đàn anh hoặc là bậc thầy. Là bởi vì có thể là vì yêu mến những cái giọng hát đó cho nên nó nhập vào lòng mình. Cho nên là hôm nay chúng tôi mời quý vị nghe Mạnh Quỳnh biểu diễn một vài đoạn vọng cổ của những nghệ sĩ đàn anh hay là bậc thầy của Mạnh Quỳnh. Cháu có thể làm cái việc đó không? Dạ, kính thưa chú, kính thưa quý vị. Thật ra thì Mạnh Quỳnh rất là mê hát vọng cổ từ thuở nhỏ. Nhưng mà tại vì thứ nhất là Mạnh Quỳnh còn phải đi học, cho nên mẹ Quỳnh nói là thôi cứ học chữ đi, rồi sau này thì muốn học cái gì thì học. Cho nên Mạnh Quỳnh rất là mê những năm nghệ sĩ của những năm 70 như là Minh Cảnh, Minh Phụng, hoặc là chú Hùng Cường, hoặc là chú Thanh Sang. Tất cả quý vị đây chắc đều biết những năm nghệ sĩ đó hết phải không quý vị? Dạ. Yeah. Bây giờ cháu hát Minh Cảnh đi, hát một câu của Minh Cảnh, Minh Cảnh. Một câu của Hùng Cường. Dạ. Yeah. Kính thưa quý vị, thật ra thì Quỳnh sẽ cố gắng ca cái kiểu ca của những người nghệ sĩ đó. Nhưng mà Quỳnh không có chắc chắn là Quỳnh có ca giống hay là không. Nhưng mà mong quý vị lắng nghe, nếu mà
giống thì quý vị cho Mạnh Quỳnh một tràng pháo tay, còn nếu mà không giống thì quý vị cứ yên thoải mái ngồi yên lặng để cho Quỳnh biết là Quỳnh không giống. Okay. Vậy mà nó không biết nói chuyện. Nhờ đi theo Phi Nhung rất quen. Quý vị nghe anh Minh, thật ra Quỳnh kêu chú thì đúng hơn, nhưng mà trong nghệ sĩ thì kêu anh cho nó trẻ trung chút xíu. Nhưng mà đáng lẽ Quỳnh phải kêu anh Ngạn, nhưng mà bữa nay tự nhiên đi kêu chú ở ngoài quen rồi, bây giờ lên đây hơi kêu chú rồi kêu anh nó kỳ lắm. Thành thử xin quý vị lắng nghe nam nghệ sĩ Minh Cảnh trong cái vở tuồng Đêm Lạnh Máu Nhuộm Sân Chùa. Anh ta có ca một câu như thế này. Xin phép chú cháu kê cái miệng sát vô microphone chút xíu cho nó giống. Quên nước rồi Phi Nhung ơi. Bà ơi tôi sẽ ra đi đưa tiếng mùa thu vào giấc mơ buồn bã, rồi một chiều nào có dừng chân nơi quán nhỏ, xin dừng lại phút giây hoài niệm ghé đăng. Quý vị vỗ tay lớn chứ chỗ là giống. Chú cũng không biết là giọng ca của Minh Cảnh nó ra làm sao. Dạ. Tại vì chú ở Việt Nam thì chú không nghe. Nhưng mà chú thấy người ta vỗ tay lớn như thế này là chắc chắn nó phải giống lắm rồi. Dạ. Bây giờ đó. Nhưng mà có một người mà chắc chắn chú biết là Hùng Cường. Có nghệ sĩ Hùng Cường, cháu hát một câu của Hùng Cường. Kính thưa quý vị, tiện đây thì mình cũng xin phép nam nghệ sĩ Quang Bình để mình giả giọng của chú Hùng Cường. Quý vị nghe lắng nghe anh Hùng Cường. Xin lỗi, quý vị lắng nghe chú Hùng Cường trong một trích đoạn như thế này. Người ơi, ở đây có thu, có hoa rừng nắng đẹp, và có cả không gian liệm tắt giữa khung trời. Cái này chắc giống chú Hùng Cường hồi còn trẻ quá. Còn ai nếu nãy cháu nói gì, Minh Phụng hả? Minh Sang. Thôi Minh Phụng đi, tự Minh giọng Phụng, cháu okay. Cha cũng tự chú Minh Phụng. Okay. Anh thử giả giọng cho nó chắc ăn. Xin quý vị nghe chú Minh Phụng trong cái vở tuồng Xin Một Lần Yêu Nhau. Chú ca một đoạn như thế này. Thủy ơi, có lẽ Thượng Đế sanh ra ta và đặt cuộc đời ta nhằm một ngôi sao sâu. Thế cho nên đời ta cứ mãi lao đao khốn khổ, chỉ xin một lần yêu nhau mà không nói được. Cảm ơn Mạnh Quỳnh nhiều lắm. Tôi chắc chắn là quý vị vô cùng là say mê, thích thú với những cái trường hợp trình diễn hiếm có như thế này. Không, nhưng mà không, cô này cứ đứng mãi đây. Cô hát giống ai? Đúng đó chú ơi. Cô hát giống ai? Hôm bữa con hát, chú nói con giống cô Lệ Thủy. Khán giả cũng nói như vậy, nhưng mà thì con hát giống rồi thôi, con đâu biết gì nữa. Tức là ngoài ra thì không giống ai? Dạ, giống con. Xin thay mặt cho Trung tâm Thúy Nga, và nếu được phép để thay mặt quý vị hiện diện vừa vỗ tay ở đây, xin cảm ơn Mạnh Quỳnh với Phi Nhung đã cho quý vị khán thính giả chẳng những một bài tân cổ giao duyên rất lý thú, mà những giờ phút nói chuyện cũng như là trình diễn rất đầm ấm. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc hai cháu tiếp tục thành công mãi mãi. Yeah. Ba ra đây ba, ba. Ủa má đâu rồi? Kìa. Đẹp lắm đó. Nhỏ nào đây? Dạ con dâu của ba xin đó. Chào bác à. Ba. Dạ con xin chào ba. Ủa, tuần trước con đưa về con nhỏ khác, sao giờ ra con này? Không phải, tự nhiên kỳ trước á con đưa về cô chị, nhưng mà đi con thầy bói nói là con với cô chị không hợp, giờ con vớt đại cô em. Cũng đẹp lắm ba, đẹp gái lắm á. Vậy là mày buy one get one free á mày. Trời ơi, chết con rồi ba ơi. Con à, ba có lời chúc mừng con. Con lấy thằng này được lắm, bị nó giống ba hồi đó đó.
Thằng này á, ba biết tánh nó không có vợ hai, vợ ba gì đâu. Đúng. Chừng nào nó bỏ con nó mới lấy người khác. Trời ơi, trời ơi, con không chịu. Thôi bây giờ con ra mắt xóm làng đi rồi mình qua bên kia nói chuyện nghe con. Má con là Kỳ Duyên đang thái cắm heo trong đó. Trời. Bà của anh đẹp trai quá à. Cũng được. Ba con không biết nói chuyện không? Ba cứ nói chuyện với Mạnh Bình nha ba. Với chồng con đi ba. Dạ. Cái này đóng kịch như chồng thiệt sao? Thưa quý vị, bây giờ nó lại khác rồi. Tôi mời Mạnh Quỳnh với Phi Nhung tới đây là nó chấm dứt cái vở kịch vừa rồi. Thành thử ra chúng tôi là tại vì nó như thế này này. Tôi cứ thường nghĩ là mình tại sao mình cứ đem nhạc ngoại quốc như nhạc Anh, nhạc Pháp, nhạc Hoa mình dịch qua lời Việt, tức là mình tiếp thu cái văn hóa người ta, cái văn nghệ người ta, mà mình tại sao mình không đem nhạc của mình dịch sang tiếng Anh? Nhưng mà đem một bản tân nhạc dịch sang tiếng Anh thì nó lại thường quá. Cho nên hôm nay tôi muốn là Mạnh Quỳnh hát một bài vọng cổ bằng tiếng Anh. Bây giờ cháu ráng cháu hát một bài vọng cổ bằng tiếng Anh, nếu mà được thì cháu thâu vào CD chú sẽ gửi cho Britney Spears. Thì biết đâu có thể là cháu lên bản top hit được. Thưa quý vị, Mạnh Quỳnh thì quý vị biết là Mạnh Quỳnh tháng 11 năm nay là được qua Mỹ được tròn 10 năm. Thì tiếng Việt Nam thì Mạnh Quỳnh quên gần hết rồi. Nhưng mà tiếng Anh chưa nói được nhiều hết. Nhưng mà thôi lỡ lên đây rồi. Thank you honey. Lỡ lên tới đây rồi thành thử Mạnh Quỳnh sẽ cố gắng. Nếu có gì nhà chú sửa giùm con ha. Cháu cứ hát thì tiếng Anh có gì sai thì chú sửa. Nhưng bây giờ cháu phải kể cái câu chuyện và cháu phải hát bằng tiếng Việt trước để quý vị khán thính giả nghe nó quen cái câu đó rồi cháu mới dịch sang tiếng Anh. Rồi, Mạnh Quỳnh sẽ hát một cái câu chuyện nói về một anh chàng yêu một cô nàng, hai người yêu nhau đắm đuối lắm. Nhưng mà lúc mà anh này có tiền thì cô ta rất là đắm đuối. Nhưng mà khi anh ta bị bankruptcy rồi thì cô ta cuốn gói ra đi không một lời từ tạ. Cái đó nghe quen quen nhất là San Jose. Và hôm nay con xin con Mạnh Quỳnh thưa với chú, thưa quý vị là xin được mượn nữ ca sĩ Phi Nhung làm người tình phản bội. Vậy người nào là người yêu vậy? Chú Ngạn là người yêu của con. Ôi trời. Rồi cháu bắt đầu đi. Trước khi Mạnh Quỳnh hát cho quý vị nghe, Mạnh Quỳnh xin giới thiệu quý vị nhạc sĩ Văn Hoàng. Mạnh Quỳnh sẽ hát một câu tiếng Việt Nam, sau đó Mạnh Quỳnh sẽ translate qua bằng tiếng Anh cho quý vị nghe. Và đặc biệt đêm nay ca tiếng Anh nhưng mà tiếng Mỹ, nhưng Mạnh Quỳnh vẫn có đờn chứ không phải là ca không. Mạnh Quỳnh, anh Hoàng ready. Vậy là bây giờ bắt đầu nhung diễn với chú Ngạn đó nha. Ok. Quý vị nghe tiếng đàn của Văn Hoàng không quý vị? Nghe rõ lắm không? Em thôi mà trước khi ra đi á thì đứng đây cho anh hát một câu rồi đi đâu đi. Ok. Đừng làm gì anh đau lòng lắm. Em yêu. Phận nghèo tay trắng, yêu em chỉ bằng tâm hồn và trái tim anh. Nhưng giờ biết phải làm sao, không nhà, không việc, không tiền, không xe. Anh đây chết sớm em ơi, mong em trở lại cứu giúp giùm đời anh. Nghe quý vị nghe cảm động không quý vị? Thưa quý vị, cái đoạn đó nó không có quan trọng. Cái đoạn tiếng Anh này bây giờ nó mới quan trọng đây này.
Mà cháu ơi, trong lúc dù là cháu diễn nhưng mà trong lúc Mạnh Quỳnh hát thì cháu nhìn về phía Mạnh Quỳnh chút xíu đỡ tủi thân, cháu cứ mời cháu. Con phải đóng mà. Thôi giờ Quỳnh sẽ không nhìn Nhung nữa. Anh sẽ không nhìn em nữa. Em ơi, tiếng Anh cháu dịch là gì? Chú nghĩ là honey hay là sweetheart? Honey nó dễ hơn cho honey ha. Honey. Do you know I love you and miss you so much? Night after night I cannot sleep so my heart, my soul. I don't know what to do. No car, no job, no money, no home. I will die very soon. Honey, come back, you can save my life. Cháu ơi, cháu ơi, tiếng Anh của cháu như vậy là không có phải sửa gì ạ? Vì ít ra là chú nghe được ba chữ cuối là You Say My Life là được rồi. Không, nhưng mà cái bài này cháu hát như vậy thì nó hơi lớn, nó không có hợp với Britney Spears. Chú sẽ gửi cho Jennifer Lopez. Con nghĩ thì Celine Dion hợp hơn. Thưa quý vị, vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhạc sĩ Văn Hoàng, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Để nối tiếp chương trình, chúng tôi hân hạnh giới thiệu nhạc phẩm Mong Anh Sẽ Đến, lời Việt của Phạm Quốc Tâm. Mời quý vị chào đón nữ ca sĩ Như Loan.